Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cà phê ống kính phóng viên. Một vấn đề được rất là nhiều người quan tâm liên quan đến câu chuyện là phố đi bộ sẽ cấm chó mèo, và việc này đã được thực hiện cả một tuần nay rồi. Không biết là trước đó nếu như mà có lên phố đi bộ ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì Việt Cường sẽ thích thú với điều gì nhất? Vâng, có thể nói là không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội đặc biệt thu hút đối với những người ở phương Nam như tôi. Khi mà tôi ra đây thì tôi thấy có một điểm khác nhau giữa phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội với phố đi bộ Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì trước đây thì tôi cũng sinh sống và làm việc ở đó. Chính là thường là phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội thì sẽ tập trung rất nhiều những cái hoạt động vui chơi cho giới trẻ, và dường như là nơi đây nó sẽ là một cái không gian để cho giới trẻ có thể là tự tin thỏa sức thể hiện bản thân mình thông qua những cái hoạt động như là có rất là nhiều những cái trò chơi dân gian ở trên những cái đường phố. Hay là bên cạnh đó thì tôi thấy là trước đây thì nha, thì cũng có rất là nhiều người dắt thú cưng đi qua đó, hay là họ sẽ kéo những cái chiếc loa rất là lớn để có thể là tập nhảy ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm nữa. Đây là một cái điều mà tôi thấy là rất là khác so với những cái phố đi bộ khác như là phố đi bộ Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là phố đi bộ Ninh Kiều ở Cần Thơ quê tôi. Đó là những cái điểm rất là khác biệt và rất là đặc trưng ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm ạ. Vâng, đúng là như vậy. Ở khu vực không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thì nói thật đây là một cái không gian rất là rộng, và bản thân cuối tuần thì rất là nhiều gia đình sẽ cho con em của mình lên đó chơi này. Các bạn trẻ thì thường sẽ hay nuôi thú cưng và sẽ cho thú cưng có thể giao lưu với nhau, hay thậm chí là nhìn thấy những cái chú chó nhỏ nhỏ xinh xinh thì các em nhỏ cũng rất là thích đùa giỡn với cả những cái thú cưng này. Hay Hương Quỳnh cũng nhớ là có rất là nhiều các bạn hát hay thì có thể hát cái loa kẹo kéo để khiến cho cái không gian trên phố đi bộ trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên thì cái việc là sử dụng loa kẹo kéo này hay là mang thú cưng lên phố đi bộ trong thời gian vừa qua cũng đã được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị là không được mang loa kẹo kéo cũng như là không được dắt thú cưng lên phố đi bộ nữa. Điều này cũng đã gây ra rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều của người dân, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Và thưa quý vị, nhằm nâng cao công tác quản lý và phát huy hơn nữa giá trị của điểm đến Hà Nội thì từ ngày 27 tháng 5 năm 2022 vừa qua, toàn bộ các trường hợp mang thú cưng, loa kéo hay là bán hàng rong, điều khiển xe đạp, xe máy để phương tiện trong không gian phố đi bộ đã được các phường và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nghiêm theo quy định. Ý thức chấp hành của người dân cũng đang dần được cải thiện. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ghi nhận của phóng viên kênh VTC9. Không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, sau hơn một tuần người dân thực hiện theo quyết định cấm mang chó mèo thú cưng vào không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Anh Nguyễn Văn Hỷ và nhiều du khách khi đến Hồ Hoàn Kiếm đã rất ủng hộ quy định trên, đồng thời cho biết người dân đã có ý thức chấp hành quy định này. Mình thấy mấy ngày nay là rất sạch sẽ và cũng không có cái biểu hiện là chó má thả rông bừa bãi hoặc là loa đài ở Mỹ nữa. Cái này mình hy vọng là lên cố gắng phát huy tất cả mọi cái trong thời gian tới cho mọi cái đi vào lề lếp văn minh cộng đồng của thủ đô cũng như là bầu hồ trái tim thân yêu của cả nước. Em thấy cái việc mà cấm chó mèo vào trong phố đi bộ ấy sẽ tạo một môi trường xanh sạch đẹp hơn, bởi vì động vật mà không thể kiểm soát việc đại tiện trên phố đi bộ ạ. Vì thế sẽ gây mất vệ sinh, bởi vì phố đi bộ là nơi để mọi người đi tham quan thắm cảnh và đi dạo trên phố ạ. Vì thế em nghĩ là mọi người dân nên ủng hộ cái việc mà cấm chó mèo vào phố đi bộ để cho mọi người có một môi trường tham quan và một môi trường đi dạo cảm thấy thoải mái nhất ạ. Để đảm bảo mọi hoạt động trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn hiệu quả, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm cùng lực lượng chức năng Công an quận đã tăng cường lực lượng chức năng túc trực, tuần tra kiểm soát, nhắc nhở tuyên truyền để người dân chấp hành xử lý theo quy định những trường hợp vi phạm. Ban Quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng đã phối hợp với cả Ủy ban Nhân dân của các phường xung quanh hồ, công an lực lượng công an quận và đặc biệt là tổ cảnh sát Hồ Hoàn Kiếm đã phân ca chia chốt xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt là khi vào không gian đi bộ thì tất cả các chốt đều ở phía ngoài đều được công an của các phường của quận Hoàn Kiếm là nhắc nhở, ngăn chặn ngay từ đầu vào. Nếu mà có những cái trường hợp mà cố tình họ mang thì khi vào ở phía trong thì chúng tôi cũng đã có cái lực lượng của an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm đang thực hiện ở trong cái vùng lõi để mà có cái ngăn chặn và nhắc nhở. Qua một tuần đầu triển khai thực hiện quyết định 21 của Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi nhận thấy là so với các cái tuần trước đó thì người dân và đặc biệt là du khách khi đến không gian đi bộ cũng đã có những cái ý thức chấp hành tốt hơn. Cụ thể là đối với các vi phạm về mang vật nuôi cũng như là mang loa đài vào không gian đi bộ là cũng đã giảm hơn so với những tuần trước. Và chúng tôi hy vọng là thông qua công tác tuyên truyền vừa kết hợp kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm thì
nó sẽ nâng cao được hơn nữa ý thức của người dân và du khách khi đến không gian đi bộ, chấp hành nghiêm các cái quy định của Ủy ban thành phố. Qua một tuần thực hiện theo quy định, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã xử phạt vi phạm hành chính 96 trường hợp với tổng số tiền trên 26 triệu đồng. Trong số đó, xử phạt 1 trường hợp trông giữ phương tiện trái phép, 34 trường hợp bán hàng rong, 31 trường hợp phương tiện vi phạm, đổ sai quy định, 2 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, nhắc nhở và xử phạt 28 trường hợp phương tiện đi vào khu vực cấm. Vâng, và để biến phố đi bộ thành một không gian nơi mà mọi người có thể hít thở không khí trong lành hay là thư giãn vào dịp cuối tuần thì có lẽ ý thức của mỗi một người dân sinh sống tại khu vực này cũng cần được nâng cao hơn nữa. Và bản thân mỗi người khi mà chúng ta tham gia vào không gian phố đi bộ thì cũng đề cao tinh thần của chúng ta để có thể giữ một môi trường thân thiện, cũng như là để biến không gian này trở thành nơi mà mọi người có thể đến hít thở không khí và tận hưởng những sự yên bình trong dịp cuối tuần.